Chào quý vị, trở chương trình trực diện TV. Chúng ta còn nhớ cách đây không lâu chuyến viếng thăm nhà nước của ông tổng thống của nước Nga, đó là ông Putin. Ông Putin đến Việt Nam trong một cái bối cảnh mà cả thế giới đang có nhiều cái biến động. Chúng ta thấy là căng thẳng giữa Mỹ và Nga đẩy lên cái mức là phải cao độ. Bởi vì thông qua cái cuộc chiến gọi là Nga và Ukraine, phía Mỹ, NATO và đồng minh đã ủng hộ cho Ukraine, viện trợ rất dữ dội cho Ukraine để mà tham chiến với cái nước Nga. Và cái cuộc chiến đó đã kéo dài, chúng ta thấy rằng đã 2 năm, nhưng mà đến ngày hôm nay thì như thế nào? Có thể nói rằng nó cũng vẫn chưa có ngã ngũ. Và ông Tổng thống Putin đã bị phía bên Hoa Kỳ và nhiều nước, họ đã cáo buộc rằng là tổ đồ, là những cái người gây ra cái chiến tranh đó. Thậm chí là người ta còn đưa ra một cái tòa án quốc tế và theo đó còn phát ra một cái lệnh truy nã đối với ông Tổng thống Putin. Thì cái sự kiện mà ông Tổng thống Putin đến thăm Việt Nam đó, thì đối với những cái người mà gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền cùi, hay là một cái nhóm mà hoạt náo gọi là chống cộng cùi ở hải ngoại, thì đặt ra khá nhiều các cái vấn đề. Trong đó có cả một số các cái truyền thông Việt ngữ mà dởm đó, thì họ bắt đầu theo cái kiểu là rờ mua rùa, nói là rung lắc, rồi nói là nổ lớn, rồi nói là Việt Nam là đu dây, là Việt Nam thách thức, rồi Hoa Kỳ, Việt Nam dẫn mặt Hoa Kỳ các thứ. Ý muốn nói rằng đó là nước Mỹ đang rất căng thẳng với ông Putin. Nước Mỹ là không chơi với cái nước Nga, và nước Mỹ còn ra lệnh là phải bắt ông Putin. Nhưng mà tại sao Việt Nam lại đi đón tiếp một cái ông tổng thống mà nước Mỹ gọi là tổ đồ một cách rất là long trọng và còn cung kính, mà theo cái kiểu rất là thân tình nữa. Chính vì cái điều đó thì họ nhận định theo cái kiểu tiểu học của họ, theo cái kiểu rằng con nít đó, thì nói rằng là cái cuộc thăm của ông Putin và cái cách Việt Nam mà đón như vậy thì chắc chắn Việt Nam phải lãnh hậu quả, quả thế nào cũng sẽ bị Mỹ tẩy chay, thế nào cũng bị Mỹ quay lưng, bị trừng phạt các thứ. Nhưng mà chúng ta đã thấy rằng mọi sự nhận định của họ hoàn toàn là cái kiểu ếch ngồi đáy giếng, họ không biết gì cả. Chúng ta đã thấy rồi, quan hệ giữa Việt Nam và Nga là một quan hệ truyền thống lâu đời. Việt Nam và cái nước Nga đã ký kết với nhau là đối tác chiến lược toàn diện. Và đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam còn lâu đời hơn rất là nhiều so với cái quan hệ giữa Việt Mỹ. Và Nga là một cái trước đây được Nga là kế thừa của cái Liên Xô, mà trong khi Liên Xô là một cái đất nước có thể nói là một cái người bạn mà son sắt, một cái người bạn tin tưởng, một cái đất nước đã giúp cho Việt Nam rất nhiều trong cái cuộc chiến gọi là giải phóng dân tộc. Ở góc nhìn của những người Việt Nam thì họ rất có thiện cảm với cái người Nga, bởi vì người Nga đến ngày hôm nay, cái đất nước mà Liên Xô với cái sự viện trợ ở trong cái chiến tranh đi nữa, là họ viện trợ không có điều kiện và họ viện trợ gần như không có mà quay ngược lại. Trong khi đó đó, một cái người anh bạn láng giềng là Trung Quốc thì có quá nhiều các cái chiêu trò. Chúng ta đã thấy là những cái hệ lụy của nó hoàn toàn khác. Chính vì cái điều đó mà trong lòng của rất nhiều người Việt Nam, họ có cái cảm tình sâu đậm với cái nước Nga. Và sau này cũng vậy, kể từ khi ông Putin ông lên làm tổng thống, ông kế thừa cái nước Nga. Trước đó nữa thì ông Boris Yeltsin cũng vậy. Thì Việt Nam đã sớm được xóa cái nợ là những cái tiền rút trước đây. Và sau đó thì hai bên cũng đã nâng lên, kết nối lại và nâng lên cái đối tác chiến lược toàn diện rất sớm. Và cái chuyến đi vừa rồi của ông Putin sang Việt Nam là gọi là làm sâu sắc hơn cái quan hệ giữa hai nước. Thì tính đến ngày hôm nay chúng ta đã thấy rồi, Việt Nam quan hệ chặt chẽ, quan hệ sâu rộng với những cái nước lớn, đặc biệt là những nước trong cái khối, trong cái gọi là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cách tuần trước thì ông Thủ tướng của Việt Nam đã có một cái phái đoàn đến làm việc ở bên Nam Hàn. Và Nam Hàn ở Việt Nam thì cũng đã nâng lên đối tác chiến lược toàn diện và thậm chí là bây giờ làm sâu rộng hơn nữa, đầu tư nhiều hơn nữa. Những cái phái đoàn mà đi nước ngoài của Việt Nam bây giờ đó
là chẳng những là ông thủ tướng, chẳng những là ông nguyên thủ quốc gia, chủ tịch nước thôi, mà còn có một cái đoàn tùy tùng rất đông. Những cái đoàn tùy tùng đó có khi lên tới cả chục ông bộ tịch trưởng, hoặc là có khi hơn nữa, và để kết nối để mà làm ăn. Chúng ta thấy là vị trí của Việt Nam hiện giờ đó thì nó đã được nâng lên rất là rõ trong cái trường quốc tế. Về số dân thôi thì chúng ta thấy rằng Việt Nam hôm nay đã chính thức là vượt cái con mức là 100 triệu dân. Không thể là một cái đất nước mà gọi là nhỏ được nữa. Không phải nói là một cái đất nước mà những cái đối tác khác người ta không có lưu ý nữa. À, thì chúng ta thấy rằng những cái nhận định nói rằng là Mỹ họ sẽ quay lưng, hay là Mỹ sẽ trừng phạt, Mỹ sẽ cắt đứt quan hệ, các thứ là những cái điều nhận định sai lầm. Thì ngày hôm nay đó thì có những cái bản tin đã được đưa ra cho thấy rằng hai cái sói hạm, không phải là sói hạm, và là một chiếc sói hạm và một chiếc gọi là tuần duyên, cái là hải cảnh của Hoa Kỳ, đã theo thường lệ, và đây là những cái quan hệ giữa hai nước theo cái kiểu hợp tác chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và các cái nước đồng minh cũng như là những cái đối tác tin cậy. Họ đã đưa một cái chiếc sói hạm mang tên là USS Blue Ridge LCC-19 để mà đi đến thăm chính thức Việt Nam. Rồi cùng với một cái chiếc hải cảnh, không phải là hải cảnh mà là chiếc đúng là tuần duyên đó, hải cảnh đó quý vị, đến thăm cập cảng Cam Ranh, cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam vào ngày 8 tháng 7 năm 2024. Và tại đây sẽ coi như là làm việc và giao lưu 5 ngày. Đây là những hình ảnh rất là quen thuộc quý vị. Cái chiếc mà sói hạm này đó, USS Blue Ridge, có thể nói rằng đây là lần thứ 3 đến Việt Nam rồi. Trong nhiều năm qua, thậm chí là có những cái hạm đội cũng đã đi vào trong cái vùng cảng của Việt Nam. Rồi ngay cả những cái chiếc sói hạm, rồi những cái tuần duyên, và nói chung là lực lượng hải quân của Hoa Kỳ thì giao lưu với Việt Nam rất là nhiều. Và chúng ta thấy những hình ảnh mà các cái gọi là thủy thủ đoàn, những cái lính mà hải quân của Hoa Kỳ đã có những cái giao lưu văn nghệ và những cái buổi hát hò ở trên các cái đường phố rất thân thuộc với những cái người du khách của Việt Nam. Và thậm chí họ hát, họ trình diễn những cái bài nhạc mà của người Việt nữa. Những cái bài nối dòng trai lớn, những cái bài mà nhạc của Trịnh Công Sơn, hay là những cái bài nhạc mà rất là nổi tiếng của Việt Nam, làm cho giới trẻ Việt Nam họ rất hứng thú khi mà thấy những cái người Mỹ trong cái trang phục của Hải quân đã hát những cái bài rất là đi vào lòng người đối với những cái giới trẻ. Thì có thể nói là cái sói hạm này sẽ lưu lại Việt Nam trong 5 ngày. Và lần này thì cái chiếc USS Blue Ridge nó có chở đến 1.000 sĩ quan và nhân viên. Và đây là cái lần cập cảng, có thể nói rằng đó, cái chiếc tuần duyên, chỉ huy tàu tuần duyên Quechi sẽ là lãnh đạo hải quân cùng cảnh sát biển và lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa. Và có thể nói rằng lần này đó thì ra đón đoàn thì gồm có, chúng ta thấy rằng dự lễ đón thì gồm có lãnh đạo của vùng 4 ở Hải quân, vùng 3 cảnh sát biển, đại diện của Sở Ngoại vụ Khánh Hòa và một số cơ quan chức năng. Về phía Mỹ thì có đại sứ McNabber, tổng lãnh sự Susan Brun và các tùy viên quốc phòng. Và trong 5 ngày lưu tại Khánh Hòa đó, thì đoàn hải quân của Mỹ gồm tư lệnh hạm đội 7, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Và nhóm chỉ huy tàu sẽ đến chào đón Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và binh quân chủng hải binh. Rồi giao lưu với thể thao, cán bộ, chiến sĩ vùng 4 và vùng cảnh sát biển. Rồi trao đổi chuyên môn với các đơn vị chức năng, Bộ Quốc phòng. Thăm các cái cơ sở bảo trợ trẻ em và người yếu thế. Và cái chuyến đi này cũng là được xác định là chuyến đi thăm và làm việc nha quý vị. Chứ không phải là chỉ đến giao lưu nhân dân bình thường, thăm bình thường.
Và theo Sở Ngoại vụ của Khánh Hòa thì chuyến thăm nhằm góp phần duy trì cái mối quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì những cái hình ảnh ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng rất là đầy rồi, ở trên mạng xã hội đánh vào mấy chữ thôi thì chúng ta thấy rằng nó tràn ngập. Có thể nói rằng đây là cái chiếc sói hạm của Hoa Kỳ. Cái chiếc này là một trong những cái chiếc có thể nói là lâu đời nhất của Hải quân Hoa Kỳ. Nhưng mà thấy nó lâu đời như vậy đó, nhưng mà thật ra nó rất là lớn nha quý vị, chở đến 1.000 lính ở trên đây. Và cái chiếc này đó là có thông tin liên lạc viễn thông, mặc dù là nó cũ như vậy, nhưng mà thông tin liên lạc viễn thông các thứ đó, máy móc thiết bị được xác định rằng hiện đại bậc nhất đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Và những cái người lính hải quân và cái chiếc tàu thì cũng đã treo cờ Việt Nam. Và trên bon đó và những cái lính hải quân của Hoa Kỳ. Còn đây là cái tàu tuần dương Watch của lực lượng tuần dương Hoa Kỳ. Đó. Tàu tuần dương. US Coast Guard. Chúng ta thấy à. Và đây là những cái người mà họ đi đón đó, quý vị thấy không? Có một sự giao lưu kết nối rất là chặt chẽ. Thì chúng ta muốn nói rằng đó, quan hệ giữa Việt Mỹ không có vấn đề gì và càng lúc càng chặt chẽ hơn, làm ăn càng lúc càng rõ ràng hơn và sâu rộng hơn trong cái quan hệ giữa kết nối về nhiều lĩnh vực. Trong đó có trao đổi, chúng ta thấy rất là rõ rồi. Nhiều lần rồi quý vị. Những cái hạm đội của Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam nó trở thành như thông lệ rồi. Có lẽ là những người ở Khánh Hòa, ở Cam Ranh, riết là họ thấy những cái người lính Mỹ đó đến đây là cái chuyện gần như là thường xuyên. Nó không còn mà quá xa lạ giống như là trước kia nữa. Thì điều đó nói là cái gì? Mà lính Mỹ đó trong cái hạm đội 7 trấn giữ trong cái vùng gọi là Thái Bình Dương. Và cái hạm đội 7 thì có mặt ở nơi đây rất là lâu đời. Và theo cái cách làm của họ là họ kết nối với các cái nước đồng minh và những nước là đối tác tin cậy. Ở Việt Nam thì có nhiều người nói rằng là Việt Nam với Hoa Kỳ thì chưa phải là đồng minh, nhưng mà ít nhất là cũng phải là đối tác chiến lược toàn diện, hay còn gọi là đối tác tiền đồng minh, nếu như chúng ta không muốn dùng cái từ đồng minh. Và rõ ràng là như vậy thì có tác động gì đối với cái chuyến thăm ông Putin ở Việt Nam hay không? Giống như là cái kẻ mà cái đám mà dân chủ cuội, cái đám mà nó giật tiết, nó lên nó bình loạn, nó nói lung tung, nó loạn cào cào, nó nói nào là Việt Nam sẽ bị rung lắc, sẽ bị chấn động, nào là sẽ bị Mỹ quay lưng đồ các thứ. Rất là tào lao. Và trong quan hệ quốc tế thì rõ ràng là việc mà Việt Nam quan hệ với Nga như thế nào thì Mỹ thừa biết. Và Việt Nam quan hệ với Trung Quốc như thế nào Mỹ cũng thừa biết. Và Việt Nam quan hệ với Mỹ như thế nào Nga với Trung Quốc cũng thừa biết. Những cái chuyện đó là thế giới bây giờ là thế giới phẳng. Thế giới bây giờ là mọi thứ đó nó vẫn có thể là người ta vẫn có thể biết nhau được. Và tất cả những cái điều đó nó không có cái gì giấu giếm cả. Và trong quan niệm của Việt Nam rất là rõ ràng là làm bạn với tất cả các nước. Và Việt Nam cũng đưa lên rất rõ là cái 4-0. Do đó thì một cái cách làm để mà kết nối với nhau, để mà thống hiểu nhau, để mà bảo vệ được cái an ninh, bảo vệ được cái hòa bình và cái an toàn của quốc gia, và cũng như là cái thịnh vượng trong khu vực và toàn thế giới, thì cái điều đó là đúng thôi. Do đó thì những cái kẻ mà cụi cụi nó cứ ngồi đó mà nó rờ mua rùa, nó nói lung tung, nó nói loạn cào cào, chúng ta thấy rất là buồn cười. Chính vì vậy thì một lần nữa đó cho thấy là những cái chuyến viếng thăm như thế này đó, những chuyến viếng thăm như thế này có nhiều người nói là bình thường, đến xã giao, nó không phải xã giao đâu. Quân đội của Hoa Kỳ, những cái chiếc tàu hạm đội của Hoa Kỳ mà đi vào một cái vùng biển, đi vào cập cảng của một cái đất nước nào không phải là bình thường. Những cái quan hệ bình thường họ không có đến. Và
Đó là cái quan niệm của Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rằng trong suốt một thời gian rất là dài, khi mà Mỹ cấm vận Việt Nam, cấm vận á, rồi sau đó mà nói là quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ, thì cái thời gian đầu cũng không có cái sự giao lưu, không có sự mà cập cảng của những cái chiếc hạm đội, những cái thứ từng viên hạm, hay là những cái kết nối tập huấn giao lưu văn hóa văn nghệ gì không có. Mãi sau này bắt đầu mới có. Mà một khi đã kết nối rồi thì người ta liên tục và phát triển nó như vậy. Cho nên đây là một lần nữa đó quý vị. Chớ có mà nghe cái đám cuội, cái đám mà nó cứ ngồi đó rồi nó vẽ vời và nó không có biết gì hết, để mà cuối cùng nó đưa ra những cái kết luận rất là mơ hồ. Trong khi đó thì sao? Quan hệ giữa Việt Nam với nước Nga, chúng tôi thấy rằng khi mà đi về Hà Nội thì cái lãnh sự quán, cái đại sứ quán của Nga, lãnh sự quán của coi như là của Ukraine, lãnh sự đại sứ quán của Mỹ, đại sứ quán của nhiều nước, họ cũng đã nằm ở trong cái khu vực của Hà Nội, và người ta có thể đi tới đi lui mà có thể biết được. Và những cái điều đó nó chứng minh rằng cái gì là Việt Nam quan hệ với các nước, quan hệ với Nga thì cũng quan hệ với Ukraine và cũng là làm bạn chung với tất cả các nước. Thì không lẽ bây giờ ông Putin và cái nước Nga này nói rằng đến thăm Việt Nam bây giờ mấy anh đừng có chơi với thằng Ukraine nữa. Đâu có chuyện đó. Và giữa Việt Nam với Trung Quốc, Việt Nam với Nga, Việt Nam với Mỹ gì các thứ này cũng đã rất là minh bạch. Đâu có vấn đề gì. Hoặc là có lúc thì họ cũng bình luận đó, thì nói rằng là Việt Nam nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ chắc là sẽ bị ông Tập Cận Bình ông thế này thế kia, rồi nước Nga Trung Quốc sẽ quay lưng quay gì đó với Việt Nam. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Chúng ta thấy là ông Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam. Rồi những cái quan chức. Rồi bây giờ ông Tổng thống Putin, ông Tổng thống Mỹ, càng lúc nữa càng rất là rõ ràng. Cho nên một lần nữa cái chuyến viếng thăm của sói hạm và cái tuần duyên hạm của Hoa Kỳ và những sự giao lưu văn hóa này, rồi những sự giao lưu và kết hợp với làm việc đó, cho thấy rằng một lần nữa cái chiếc sói hạm này rất là lớn nha quý vị. Có bạn hỏi vào bao nhiêu đó thì nó làm dài gần 200 mét đó, 194 mét, và cái chiều rộng của nó là 33 mét và cao đó là 8 mét. Và như vậy là rất là lớn nha. Có thể hiện giờ thì cái tầm hoạt động của nó thì khoảng 13.000 hải lý. Và đây là có con tàu có thể nói rằng lâu nhất còn hoạt động trong hải quân của Hoa Kỳ. Và hạm đội 7 là cái hạm đội tiền phương đó của Hoa Kỳ. Và theo công bố thì hạm đội 7, hay người ta còn gọi là hạm đội Thái Bình Dương, là cái hạm đội tiền phương lớn nhất của hải quân Hoa Kỳ. Cả một cái hạm đội 7 này đó, chúng ta thấy là từ trước năm 1975, nhiều người vẫn còn nhớ và còn nhắc rằng cái hạm đội 7 đó, thì cái thuộc mà hạm đội Thái Bình Dương, có thể nói rằng là hạm đội tiền phương lớn nhất. Cái hạm đội 7, người ta nói cái hạm đội 7 đó có thể nói rằng sở hữu đến 60 đến 70 các chiến hạm, 300 các phi cơ, cùng hàng chục ngàn binh sĩ hải quân và thủy quân lục chiến. Hạm đội này chủ yếu hoạt động ở vùng Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, căn cứ chính tại đóng tại cảng Yokosuka của nước Nhật. Chúng ta thấy rất là lớn nha, hàng chục ngàn lính và 60 đến 70 chiến hạm, 300 phi cơ rất là dữ dội. Và chúng ta thấy là cái chuyến viếng thăm lần này là do coi như là một cái đoàn hải quân Hoa Kỳ gồm tư lệnh hạm đội 7 nha quý vị, tư lệnh hạm đội 7 và chỉ huy sói hạm USS Blue Ridge, và chỉ huy của tàu tuần duyên Wasp sẽ gặp lãnh đạo và
lãnh đạo hải quân cùng cảnh sát biển cũng như là lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa. Đâu phải là bình thường. Và theo truyền thông thì cho biết là phản ứng trước cái thông tin là sói hạm Hoa Kỳ đến Khánh Hòa thì nhiều người đã gửi những cái lời chào và chúc mừng cho lực lượng hải quân và tuần duyên của Hoa Kỳ sẽ có một chuyến đi rất là tốt đẹp. Người Mỹ họ không chúc như vậy. Chúng ta thấy rằng đất nước, con người và các quan hệ giữa Việt Mỹ càng lúc càng nâng cao. Đó là cái điều rất là rõ ràng. Cho nên cứ nói rằng là sẽ không quan hệ, sẽ là thế này, sẽ là thế kia, rồi mai mốt là sao? Cuối năm nay mà đóng lại quan hệ giữa Việt Mỹ, kinh tế tăng trưởng, rồi xuất nhập khẩu đẩy mạnh, kim ngạch thẳng dư các thứ trong cái quan hệ giữa Việt Mỹ hợp tác nhiều hơn, chặt chẽ hơn, thì lúc đó họ sẽ nói gì? Cho nên thì cuối cùng chúng ta thấy rằng bây giờ quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, quan hệ Việt Nam với Trung Quốc, quan hệ Việt Nam với nước Nga là và hay là của Hàn Quốc hay là những cái nước khác đi nữa thì vẫn cứ tốt đẹp, vẫn theo một cái kiểu rất là Việt Nam. Và nhiều người hay nhắc tới cái gọi là ngoại giao kỳ tre và theo cái hướng là tôn trọng tất cả các nước và tôn trọng và đáp ứng cái quyền lợi của các nước, không có vấn đề gì cả. Cho nên thì đó là một số những cái chia sẻ mà ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi lên quý vị và trả lời quý vị trong chương trình tới. Xin kính chào và chúc cho cái chuyến viếng thăm của các cái thủy thủ đoàn của hạm đội 7 của Hoa Kỳ đến Việt Nam thật là thành công và thật là vui tươi. Xin kính chào quý vị.